Sao? Nè, chủ nợ là lúc nào cũng phải tươi cười vui vẻ, thì con nợ người ta mới trả nợ được. À, trả nợ đi bạn. Không. Chú tên là gì vậy con? Trần Thông Minh. Trăm ngon sống của chú là cái gì? Không bao giờ xài tiền ngu. Chú chủ ơi, ông chủ ơi. Cho con bên cạnh đưa nằm ấm ơi khi con sai con thêm ai vì con nghĩ gì trong gai sợ vấp ngã bên cạnh không ai nhà rồi chiều nay á nhớ không mua cơm rồi để sẵn nha mày tới chỗ tao rồi có tiền là gì bóp con chẳng ước con những điều con thấy sợ quá tròn ước vui buồn có mẹ có con và trưởng thành khi hai đứa bài trò gì nữa đây hả? Ủa? Ai vậy ba? Cuộc sống đắng cay ngọt bùi thì căng biết bao. Trong cơn mưa trời là sáng, người xưa vẫn thường nói vậy mà. Con vẫn tin vào điều đó. Yes. Gia đình mỗi người mỗi tính. Khi từ khi tôi nỡ đường gãy cẳng. Hả? Nhưng con làm sao? Trời ơi! Một, hai, ba! 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 Cái gì vậy? Gia bồn bất hạnh người mỗi tính đôi lúc giận hờn tranh cãi linh đình tốt xấu khoan đừng toan tính hạnh phúc là khi người thân lắng nghe mình. Làm gì vậy? Hả? Làm gì vậy? Tao không làm gì đâu. Làm gì đứng đó đá cá gì? Đá cá, đá cây gì vậy? Cái gì vậy cái ông này? Anh làm gì vậy? Mở lưng cũng được hả? Tôi hỏi anh đang làm gì vậy? Có bị gì vậy? Cô thừa biết tôi đang làm cái gì mà. Thì tôi biết tôi mới hỏi đó. Có bị bệnh không? Không, bệnh là anh. Thấy tôi đang làm cái gì mà vẫn hỏi. Là cố tình bắt chuyện đúng không? Cái ly sao quấy quấy nó cũng ngủ ngoài vậy. Thử thôi. Thử gì? Cái đó là thần kinh á. Cô mới thần kinh á. Tự nhiên chửi tôi. Rồi sao không tập thể dục tiếp đi, đứng đây làm gì? Tôi tập ở đây, tôi tập kể tôi. Ủa anh làm gì đây? Ừ thì cũng ra tập thể dục. Ngộ ghê người ta á. Một là uống cà phê xong ta tập thể dục. Hai là tập thể dục xong uống cà phê. Không ai vừa tập thể dục vừa uống cà phê đó. Không có quy định nào á. Có ai ra cái nghị định là không được vừa uống cà phê vừa tập thể dục không? Không ai ra. Đó là ý thức. Con này là tôi thích. Thích gì làm đó. Thích gì làm gì đó. Thôi tập thể dục. Ủa vô nhà hả? Vô nhà tập thể dục trong nhà hả? Bạn vô lấy thêm đá uống cà phê. Tôi sao nói tập thể dục? Lấy cà phê xong ra tập. Thôi muốn tôi đứng ra tôi ngắm cô. Ngắm tôi chi? Sao bắt bẻ quá à? Hỏi thăm thôi. Khó khăn nhau quá à. Khó khăn gì? Ngồi với con lãi vậy. Ông này sao vậy ta? Thần kinh chắc rồi. Ồ, dạ. Chào buổi sáng, thí chủ. Ở đây cô. Chú chủ, xe ke quá. Ồ. Ngon ha. Ồ, đúng rồi, chú chủ ăn uống gì chưa? Cần ăn gì không? Chạy đi mua cho chú chủ nha. Ăn mình luôn. Dạ. Chú ăn gì? Thôi. Ăn mình đi. Mua làm gì? Chủ uống ly cà phê no rồi. Thế là không nghe người ta nói hả? Nghe gì vậy? Trời đánh chung ăn. À, không chứ. Trời đánh tránh bữa ăn. Ai nỡ bắt con đi làm tùm lum la trong khi đó con đang ăn. Ngon không? Dạ ngon lắm, thôi chú chủ. Không ăn thôi để con ăn. Nay cho con xin con ăn ké một bữa, sáng dậy chưa kịp ăn sáng. Trời đất ơi, ăn cái gì vậy hả Tài? Ừ. Rau cỏ con bỏ vô ăn. Ờ rau với là dưa leo, cà chua chứ không phải rau cỏ. Ừ. Ăn cái gì mà ăn mì gói không vậy hả? Người ta á, trứng thì chiên toàn là dầu mỡ.
ăn như vậy là bón chết luôn anh thưa con. Con phải ăn rau nhiều vô cho có chất xơ nè, có chất xơ thì tiêu hóa nó mới tốt. Là đang ăn uống đủ bón cứ ghê quá à. Con đem ra đây con ăn rồi cả cũng chưa kịp ăn chứ bộ. Rồi rồi gấp vô ăn chứ chủ nhìn coi. Đúng rồi, ăn nhiều vô, ăn rau nhiều vô cho có chất xơ. Thôi cái rau quấn này nó giống giống gì đó ta. Chú Dũng thử nói lại cái từ nãy giờ chú Dũng nói gì, chú Dũng nói lại. Ăn cái gì mà ăn mì gói không vậy? Trứng chiên thì toàn là dầu mỡ. Ăn là phải ăn rau nhiều vô cho có chất xơ, không bị bón, dễ đi tiêu hóa. Cô giáo. Cô giáo nào? Giống lắm. Cái kiểu giáo quấn này là cái kiểu giáo quấn của cô Linh. Trời ơi, chú chủ ơi. Ăn cái gì dính trên miệng, trên mồm kìa. Trời ơi, chú chủ ổn không vậy? Sao? Trời ơi, cô Linh có ám gì chú chủ không vậy? Bậy bạ. Ám gì? Chú chủ bình thường mà. Chết tôi rồi. Từ khi nào mình nhiễm luôn cách ăn uống sinh hoạt của Linh vậy ta? Trời ơi, sao ám vô trong người nặng dữ vậy? Thôi, con tiếp tục ăn đi nha. Ăn nhiều vô. Bỏ chả vô, bỏ hết dĩa này vô luôn. Câu này cũng giống con Linh mấy lần hay nói cho bé la nữa nè. Ăn rau nhiều vô, ăn rau nhiều vô cho có chất xơ con. Kỳ vậy đó. Tài nói đúng á. Tự nhiên từ lúc nào mình thay đổi nào là thói quen ăn uống nè, thói quen sinh hoạt, gần như là thay đổi tất cả luôn á. Được. Mình là chủ căn nhà này. Tại sao nói chuyện lại phải chịu lép vế với cô ta như vậy? Cô ta như muốn khiển mình vậy ta. Chú chủ nói được chưa? Người chú chủ vô này chú thấy làm sao á? Nó kỳ lắm kìa. Cái gì vậy? Thấy chưa? Những cái gì con nói là chính xác. Cái kiểu này là bị cô giáo ám rồi. Chú chủ khai thiệt với con đi. Bữa giờ buổi tối á, ngủ chú chủ có kiểm tra dưới gối không? Hay là chú chủ nằm ngủ chú chủ có thấy cái gì mà nó cấn cấn cái đầu chú chủ? Bị ám chắc luôn rồi. Đúng rồi. Chú chủ dạo này cảm giác mình không được là chính mình nữa. Người nó cứ thẩn thẩn thờ thờ, nó lơ ngơ làm sao á. Trời đất ơi, có bữa con thấy chú chủ ngồi trời ơi, râu tới đây mà vuốt như ông thọ vậy. Chết cha rồi, hết hồn con. Tưởng hôm nay cô giáo mặc đồ chỉnh chạc vậy chứ. Đã người ta bị tâm lý yếu rồi còn hùng nữa. Trời ơi, không nói tiếng nào hết. Ngồi đi. Nội nghe hai đứa bay nói. Nội nghe hết rồi đúng không nội? Nghe chứ. Con biết cái kế hoạch của cô giáo luôn. Không những ám một mình chú chủ đâu, ám lần lượt từng người trong ngôi nhà này, khiến cho mình không còn biết một cái gì hết. Sau đó cổ sẽ gom cái tài sản của gia đình mình, cổ đi một nơi khác cổ sinh sống. Vui quá. Vậy là tài sản của chú chủ đưa hết cho cô giáo luôn. Ôi. Thấy chưa, con thấy chưa? Thấy cái vỏ quýt nó dày ghê chưa? Nhưng mà mình đâu có sợ con. Vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn. Nhưng mà móng tay của nội không có nhọn nha. Nhưng mà... Mà Phương... Đừng có nói xấu lên. Biết... Thấy ông Tài? Trời ơi! Thấy
thấy không Tài? Đi theo trong vô thức. Cũng may nha, là cô Linh cổ quẹo vô bếp. Cổ mà quẹo xuống sông là chú chủ quẹo theo luôn. Ui Tài, sao mà con vẽ ra cái diễn cảnh mà rùng rợn mà nó mất mát vậy con? Không phải nội ơi, trời ơi, từ bữa tới giờ trời ơi, cái biểu hiện với lại cái thần thái của chú chủ kỳ lắm. Tại con lo con sợ thôi, nãy nội ngồi nội không thấy hả? Đứng lên đi mà không thèm nói nội một câu luôn đấy không? Thấy cô Linh là đi trước liền. Bởi vậy nội mới nói do quýt vậy thì phải có móng tay nhọn. Nội không có móng tay. Là mượn tay. Mượn tay ai? Mượn tay một thầy pháp. Bây giờ vậy nè nội. Sao con? Sao con? Con có một đứa bạn thân. Ồ. Nó bán cà phê ở dưới buôn mì thuộc á. Thì đó có ảnh hưởng gì tới chuyện của mình? Chưa. Nó bán cà phê đâu ảnh hưởng gì tới chuyện mà coi như buồn ngãi đâu. Phải, nó có ông chú của nó. Hồi xưa con nghe nói thôi là đi theo học về thầy pháp. Đó, nhưng mà về cái trình độ như thế nào thì con không biết. Nhưng mà bây giờ... Biết sao tôi kêu con lại bàn ở đây? Có còn hơn không, quan trọng là cái thầy đó ở ở trên núi Buôn Mê Thuật á, những cái thầy ở trên núi là những cái thầy là dữ dằn hơn, nội hiểu không? Cho nên người ta mới lên núi người ta ở ẩn. Đó, còn ở dưới đây mà nhiều quá là bị đại trà rồi. Nhưng mà bây giờ còn trên núi không? Còn ở trên núi thì... Rồi giờ sao? Thì để con liên hệ với cái ông thầy đó đó. Hiểu không? Con nhờ con bạn con tìm rồi con liên hệ. Và đặc biệt là con sẽ nhắc ổng không được cắm móng tay. Như vậy? Để móng tay nó phải nhọn. Trời ơi, chuyện bí mật rồi mà trốn đi mà còn la làng nữa là sao? Nội thấy con đi vô rồi nội quắt con trước đi. Quắt sao? Thấy, thấy mặt con hớt hở hại. Tìm cho bà nội một thầy pháp có chưa? Ôi, nếu mà có rồi thì con phải nói với ông thầy pháp luôn là nhà mình giống như là có một cái ma nữ nó ếm, hiểu không? Và bây giờ làm xong cái vụ mà cho tách ra luôn, đừng có bị ếm nữa, rồi mời con ma nữ đó ra khỏi nhà luôn, hiểu chưa? Là ý nội là mình phải tìm một cái cách gì đó mình nói thêm vô, đúng không? Kêu thầy pháp nói thêm. Mà nội biết cái kêu thầy pháp nói thêm là phải thêm tiền đúng không? Đó đó. Rồi giờ muốn nhiêu? Thì bây giờ nội cứ gửi vô số tài khoản con tầm 1 triệu, 1.5 triệu gì cũng được. Gửi dư dư đi. Mà biết bao nhiêu mà biểu gửi mà biểu dư dư? Thì bây giờ ổng lấy một câu bao nhiêu thì con gửi lại cho nội. Đúng không? Mà giờ con yên tâm đi, vụ gì? Cái vụ này con nói một tiếng, bà nội sẽ bấm một cái internet banking là thắng bắn thẳng qua qua cái tài khoản của con liền. Hiểu không? Dạ rồi. Đơn giản lắm. Thấy không? Nó vừa bí mật hai đứa mình biết thôi. Con không để bất kỳ một người nào biết, hiểu chưa? Trời ơi, yên tâm đi, con sẽ không để một ai biết đâu. Bấm một cái là tiền qua tài khoản con liền một cái rét luôn. Dạ đúng không? Không có thấy. Con Nam này, nghe nó hỏi nè, ngươi cảm thấy như thế nào khi gần gũi cô ta? À, thầy ơi, à, tự nhiên khi mà gần gũi cô ta á, cái tay chân của con bủng rủng à, đầu óc mơ mơ màng màng, trong người nó cứ lơ lơ lửng lửng giống như là đang yêu, không, giống như là cơ thể đang yếu dần đi á má, không làm được gì hết á. Thích cha. Chà. Vậy thì bây giờ làm sao? Có khi nào? Khi nào sao? Đúng rồi, ta biết rồi. Sao vậy thầy? Sao vậy thầy? Có miêu nữ đó đó, đã tiếp cận người. Hả? Ám, dần ám mòn, khiến cho ngươi càng ngày càng mất đi cái sinh khí để mà nó thu phục ngươi đó. Giờ chỉ còn một cách thôi. Cách gì thầy? Là đuổi cái con ta ra khỏi nhà. Ngay lập tức này mọi chuyện sẽ im thôi. Trời, thầy hay quá. Trời. Thầy hay quá Tài ơi. Hay không? Hay quá, có vong là phải đuổi vong, hay quá. Đúng rồi, vong không, mà. Không, 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 cái đó là cảm giác của thời gian đầu thôi má. Còn còn bây giờ cứ tự nhiên con thấy là mọi thứ nó nhẹ nhàng, nó bình thường lại khi mà ở cạnh cô ta á. À, cô ta là một người là tính tình thì hơi mạnh mẽ, hơi linh hoạt một tí. Nhưng mà được cái cô ta rất là chu đáo, rất là chỉnh chu. À, thương người lắm nha thầy. Thầy nói bụng hả? Con vô bớt cơm thầy ăn. Ba cơm nguội rồi. À,
cô ta còn biết đọc rap nữa. Dạ hả? Cô ta hát hay lắm thầy. Bởi vì con thấy cô ta nghĩ là mình tuyệt vời, rất là tuyệt vời luôn. Yêu nó gặp mới biết đọc rap đó. Trời ơi thầy ơi, nếu như vậy vừa bằng mọi giá đuổi gấp gấp, đuổi nhanh thiệt nhanh ra khỏi người nam này cho con trai tôi đi thầy. Đúng rồi thầy ơi. Ok. Dạ. Yeah. Ta sẽ đuổi gấp. Dạ. Yeah. Để ta về chuẩn bị các thứ. Dạ. Yeah. Để mà đối phó với con quỷ đó. Dạ. Yeah. Rồi ngày mai ta quay lại. Dạ. Yeah. Cảm ơn thầy. Ta thắng nè. Dạ thắng đi thầy. Ơi, hay quá Tài ơi, hay quá. Con tưởng đâu ông sẽ bay lên đó. Thôi đi. Con này là con mắt nè. Con mắt này thấy không, lẽ con mắt này không thấy? Thấy chứ, kỳ quá à. Sao kỳ ta, nhất là ông chủ á. Gì vậy? Anh Vinh gì? Nói gì ba tôi vậy? Đang rình. Rình ai? Rình ông chủ với lại chị Linh. Ủa sao vậy? Thì hai người này kỳ lắm, nhưng mà thôi tôi bí mật này tôi không nói được đâu. Cô hỏi cũng như không à, tôi kín miệng lắm. Trời, nhà này ai mà không biết. Thiệt hả? Biết gì? Không biết làm sao chứ, hôm qua thấy bà nội tôi mời thầy về trục trong chị Linh rồi đó. Hả? Ủa gì vậy? Ủa hai người cũng biết mà làm gì hả? Đi My ơi, mình có chuyện rồi. Thôi tôi vô nhà trước nha. Đi, má sắp chân. Đi. Ủa có khi nào mấy người đó chưa biết mà hỏi chặn đầu mình không ta? Thôi con ăn cơm rồi. Cái nữa, cái thằng Tài này. Làm thầy mà, đừng có sợ ma như vậy chứ. Giúp con đi thầy, giúp con đi thầy. Ba thầy bị gì vậy ba? Ổn gì má? Làm phép đi thầy. Thôi cái gì vậy, gì vậy? Làm phép, đang làm phép mà. Làm phép. Nướng. Làm phép đi thầy, làm phép nướng, đi thầy. Dục. Làm phép đi thầy. Sở trường của thầy là phun nước miếng á. Không biết luôn á. Hết sợ rồi. Ôi cái gì la nữa vậy? Thầy, ủa là cái gì? Tiếp đi thầy. Nghe thầy. Tiếp đi. Ba ghê quá vậy? Không biết gì luôn. Ủa cái gì vậy? Ủa tìm gì vậy thầy? Ôi, biết đâu thầy. Ủa thầy. Ủa thầy bỏ đi đâu vậy? Thầy làm phép đi chứ. Thầy ơi. Con đã nói rồi, có được đâu, có cái gì đâu mà làm. Ông thầy này không hiểu luôn á. Ừ, ông nói mà nhi mà lớn mà bự mà nhỏ gì. Rồi nhà tốn hết nhiêu tiền rồi.
con này có đâu sợ. Cái thằng này mày điên hả? Mày mới điên á. Chơi trò chơi kỳ bách. Dạ. Biết chú sợ ma. Hù kêu này muốn xỉu tại chỗ với con luôn á. Trời, chú sợ ma, chú làm mấy cái này còn ghê hơn nữa. Chú bị ép mà. Ép gì, con thật ra là con biết hết rồi. Mọi người là đang nghĩ chị Linh là bùa ém là lấy gia tài của chú đúng không? Không phải đâu. Con nghe lén, con theo dõi, con biết hết á. Tất cả mọi chuyện là ông thầy Pháp hồi nãy là do người Tài mua chuột. Nó làm á, mọi chuyện là nó làm hết á. Nó làm gì kỳ Tài? Trời ơi, mày la rác con Tài tao rồi, nó còn cắn tao nữa, nó sợ nó cắn. Nó diễn á, diễn hay lắm. Thật ra con mà không làm này là mọi người bị tại vụ rồi. À dạ con xin lỗi chú chủ. Thật sự là cái ông thầy Pháp này là giả mạo. Nhưng mà chú chủ mới hiểu là tất cả mọi chuyện là con làm như vậy là con thương chú chủ cho nên con mới nghe lời bà nội thôi. Gì? Hả? Trời ơi trời. Bà nội có chuyển khoản cho con mà Tài. Đó, chuyển khoản thì đó. Ai? Ai nói là đến cái mùa mà cào cào đẻ là mày sẽ rước thầy tràn xuống núi. Rồi xong rồi đó, rồi ai nói là đến mùa cào cào đẻ thì coi như là sẽ quăng dây cho cả nhà đu lên núi. Ai? Rồi ai là cái người kêu con là mày phải suy nghĩ cái văn mày nói sao cho mọi người tin? Tất cả mọi chuyện cuối cùng cũng từ má mà ra hết á. Mà người lãnh hậu quả là con nè. Ôi, chị Linh. Con. Chị Linh ơi. Tôi đứng trên đất nè. Tôi đâu phải ma quỷ gì đâu. Tôi không biết là trong nhà này á, mọi người nghĩ tôi như thế nào. Nhưng mà tôi là người vậy nè. Tôi mê tiền thiệt á. Tôi rất mê tiền. Tôi thích làm rapper. Tôi thích làm MV. Tôi thích biểu diễn, tôi thích làm live show, tôi thích nhiều thứ, tôi cần rất nhiều tiền. Tôi muốn có nhiều tiền nhưng mà không phải dùng tiền vậy. Tôi muốn có nhiều tiền từ tiền tôi làm ra, từ tiền chân chính của tôi. Chứ không phải từ đồng tiền dơ bẩn, ăn cắp hay bày trò để lấy được tiền của mọi người hay tiền của anh Minh. Tôi không phải người như vậy. Còn nếu như mọi người không thích á, thì tôi đi. Dễ lắm. Cô Linh, đi đâu rồi? Không được đi nha. Cô quên là tôi với cô còn cái hợp đồng hả? Nè, cô ký hợp đồng với tôi á, cô sẽ là gia sư của bé La. Chưa hết hợp đồng đâu, còn dài hạn lắm. Cô mà bỏ đi vậy, đền bù hợp đồng á. Đúng rồi đó chị. Em nghĩ chuyện này cũng là hiểu lầm thôi. Chị đừng có dễ bỏ cuộc như vậy. Với lại chị phải ở đây để cho bé My. Bé My nó học hỏi từ chị nữa chứ. Đúng rồi, Bách nó đúng á. Cô Linh đừng có đi. Mọi người nói vậy, cái cô đi luôn á hả? Cô Linh đi vô trong ngủ, lấy sức ngày mai dạy cho tốt. Vậy vui rồi. Hiểu lầm. Con thấy không hiểu lầm miếng nào luôn á. Con thấy hiểu đúng không à? Cái này không có hiểu đúng. Cái này hiểu lầm. Lâu lâu nhà mình có mấy đứa con nít nó giận chơi cho nó vui á. Dạ đúng rồi. Nó có gì đâu. Mình phải nói là mấy con nít nó vui vẻ rồi giống như ta gọi là cái trái tim nó nhảy nhót vậy mà. Đúng không? Chứ đâu có gì đâu nè. Dạ đúng rồi. Thôi coi như bỏ qua đi. Bỏ qua hết được. Có chị vô tụi con đi xuống. Chết đi vô ngủ. Người ta còn bớt cổ người ta nữa. Ai kêu bài mấy trò tù lao nhảm nhí. Đi ngủ bé My. Thấy cái sai của mình rồi đúng không? Ăn năn hối lộ quá. Mà không, hối lỗi. Con xin lỗi chú chủ. Bố con không nghe lời bà nội nữa. Quỳ không giải quyết được cái gì đâu con. Con hiểu tháng này sao rồi chứ gì. Lương bổng của con á. Chết cha, đêm nay chắc con khó ngủ. Con ăn tiền của bà nội đủ rồi, bà nội chuyển khoản con rồi. Về đi, khó ngủ gì nữa. Nãy tôi thấy ông thầy Pháp ông nướng nướng với táo rồi tao nghi rồi. Cô Linh tự nhiên thấy càng ngày càng hay ta. Dễ thương quá à. Chết rồi. Không lẽ sâu đậm dữ vậy sao ta? Không lẽ càng ngày mình càng thích cái gu như vậy hết trời.
thích gì đó thì tôi tặng cho. Thôi tôi không có cần quà đâu, cần anh tăng lương cho tôi nhẹ nhẹ được rồi, tại tôi cần tiền hơn. Ông cho chị tiền đúng không? Cho mọi thứ, tất cả mọi thứ. Tiền càng cao thì nhiệm vụ càng cao, ký xong cái là chị ở tù luôn. Ê bé bé bé, trời ơi, tôi có chồng không? Hôm qua cái series bên kia, để giùm chú chủ thành hình con rồng nhá. Anh yêu em được bao lâu? Xem sớm nhất trên Vion.